thay vì tìm đọc những tài liệu dài dòng có thể các bạn chỉ cần theo dõi chấm đẹp nút này là được rõ về bản chất của blockchain. Ok, các bạn blockchain là gì? Về bản chất thì blockchain chính là một công nghệ lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên không giống như các công nghệ lưu trữ khác, blockchain mang cho mình những đặc điểm vô cùng kỳ diệu mà không có công nghệ nào có thể làm được. Blockchain giúp mọi người dù không hề quen biết nhưng vẫn có thể tin tưởng nhau tuyệt đối và có thể thực hiện những giao dịch quan trọng mà không cần bất kỳ một công ty hay tổ chức uy tín nào đứng ra làm trung gian. Tóm lại, blockchain giải quyết vấn đề về niềm tin giữa hai bên và xóa bỏ đi vai trò của bên thứ ba. Từ đó giúp công việc được tiến hành một cách nhanh chóng, giảm thiểu chi phí và rất đáng tin cậy. Blockchain là sự kết hợp hoàn hảo của sự minh bạch và tính bảo mật. Nó cho phép tất cả mọi người đều có quyền biết các thông tin giao dịch của nhau. Tuy nhiên, dữ liệu riêng tư của mỗi cá nhân thì vẫn đảm bảo bí mật tuyệt đối. Một khi các thông tin đã được lưu trữ trên blockchain, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là sẽ không có bất kỳ ai hay tổ chức nào có thể sửa đổi được nó nữa, cũng không có cách nào phá hủy được nó. Nó sẽ tồn tại mãi mãi theo đúng nghĩa đen. Đây được coi là yếu tố vô cùng quan trọng để cả thế giới đặt niềm tin vào blockchain. Hiện nay có nhiều người lầm tưởng blockchain và Bitcoin là một, nhưng thực chất Bitcoin cũng như hàng trăm những cái đồng tiền điện tử khác đều được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ blockchain. Có thể nói blockchain như một cái nền móng hạ tầng kiên cố và Bitcoin là một tòa nhà chọc trời được xây trên cái nền móng đó. Đơn vị lưu trữ cơ bản của blockchain là một khối dữ liệu hay còn gọi là block. Dữ liệu của chúng ta sẽ được đóng gói trong một khối, sau đó khối này sẽ được khóa lại bằng thuật toán mã hóa. Một khi đã khóa xong thì dữ liệu này sẽ không bao giờ thay đổi được nữa. Nó là một bằng chứng bất di bất dịch và tồn tại mãi mãi. Các khối sau khi được tạo ra sẽ được liên kết lại với nhau thành một chuỗi như sợi dây xích, và đó chính là tên gọi của công nghệ chuỗi khối. Khối đầu tiên của chuỗi này gọi là Genesis Block hay khối khởi nguồn. Sự phát triển của blockchain sẽ trải qua 3 phiên bản. Ở mỗi phiên bản, blockchain cho phép xây dựng nên những ứng dụng cụ thể. Ở phiên bản đầu tiên chính là các loại tiền điện tử, trong đó đồng Bitcoin đang làm mưa làm gió thị trường tài chính thế giới bây giờ cũng chỉ là một ứng dụng được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain mà thôi. Và hiện nay thì đang có khoảng 700 loại tiền điện tử tương tự như Bitcoin đang hoạt động. Ở phiên bản 2.0, blockchain sẽ cho phép xây dựng nên những ứng dụng liên quan tới tài chính và hợp đồng thông minh, giúp tự động hóa các thỏa thuận, minh bạch hóa các giao dịch và tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí cho các công tác quản trị hệ thống tài chính. Tới phiên bản 3.0 thì blockchain sẽ tham gia vào gần như tất cả các lĩnh vực của xã hội như quân đội, giáo dục, y tế và pháp luật. Trong video này, tôi sẽ không đề cập sâu về Bitcoin hay hợp đồng thông minh, thay vào đó tôi sẽ giải thích những cái tính chất cốt lõi nhất của blockchain theo cách đơn giản nhất có thể. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc tính của blockchain. Đầu tiên là khái niệm về quyền sổ cái hay còn gọi là ledger. Trong xã hội loài người thì nhu cầu về chứng nhận quyền sở hữu cá nhân đối với các tài sản là một nhu cầu thiết yếu và là một nhu cầu rất lớn. Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng quyền sổ cái để ghi lại các giao dịch giữa các cá nhân và tổ chức với nhau. Tóm lại, quyền sổ cái là một công cụ hết sức quan trọng để giúp cho xã hội phát triển bền vững. Trải qua từng giai đoạn lịch sử, công cụ này đã biến đổi rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và ngày nay thì thế giới đang bước vào thời đại công nghiệp 4.0 thì nhu cầu về một quyền sổ cái phù hợp hơn nữa đã phát sinh. Blockchain sinh ra chính là để giải quyết cái nhu cầu đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng phân tích về mô hình sổ cái tập trung, Centralized Ledger. Đây chính là mô hình phổ biến mà hiện nay chúng ta đang sử dụng. Lấy ví dụ về ngành ngân hàng, đó là các khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng X, và khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền cho nhau thì các thông tin giao dịch đó sẽ được lưu trữ tại quyển sổ cái của ngân hàng X. Trên thực tế thì quyển sổ cái này chính là hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của ngân hàng. Hệ thống này rất phức tạp và đắt tiền, việc vận hành và bảo trì nó cũng rất tốn kém, và mỗi ngân hàng đều phải có một bộ phận công nghệ thông tin để vận hành nó. Đương nhiên, các ngân hàng sẽ phải chi rất nhiều tiền để bảo vệ cuốn sổ cái của họ trước các cuộc tấn công của hacker, và chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quản trị hệ thống hoặc có một lỗi mới phát sinh trong lõi của hệ điều hành máy chủ là các hacker có thể nhanh chóng khai thác lỗ hổng để truy cập trái phép và đánh cắp thông tin trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Chưa hết, các nỗ lực bảo vệ dữ liệu của ngân hàng còn bị thử thách bởi các rủi ro không lường trước được, chẳng hạn như một trận động đất hay lũ lụt xảy ra tại nơi đặt máy chủ là cuốn sổ cái này có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không có cách gì cứu vãn.
Trong thực tế, mô hình sổ cái tập trung thường được cài đặt trong một hệ thống mạng máy tính tập trung gọi là Centralized Network. Trong đó, máy chủ trung tâm và đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Toàn bộ máy trong mạng đều phải lệ thuộc vào cái máy chủ này. Nếu máy chủ bị tấn công thì toàn bộ các khách hàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Thực tế đã có nhiều cuộc tấn công thành công vào các máy chủ lớn của các ngân hàng lớn trên thế giới và gây ra những thiệt hại nặng nề. Và để giải quyết vấn đề trên, công nghệ blockchain đã sử dụng một mô hình khác gọi là sổ cái phân tán Distributed Ledger. Mô hình này hoàn toàn loại bỏ đi vai trò của bên thứ ba, nghĩa là sẽ không cần tới ngân hàng X nữa. Quyển sổ cái lưu trữ giao dịch sẽ được phân phát cho tất cả mọi người. Mỗi người đều được giữ một bản sao giống hệt nhau. Như vậy, cho dù hacker có tấn công một người thì dữ liệu sẽ vẫn còn nằm tại rất nhiều nơi khác. Và người bị tấn công cũng sẽ rất dễ dàng khôi phục lại cái dữ liệu ban đầu bằng cách sao chép của người khác. Và nếu như thảm họa, động đất hay lũ lụt xảy ra trong phạm vi một thành phố, thì quyển sổ cái này vẫn được lưu trữ ở những cái thành phố khác, thậm chí là các quốc gia khác. Vì vậy, gần như là không có cách gì để phá hủy quyển sổ cái này được. Có chăng là khi tới ngày tận thế xảy ra và cả trái đất bị diệt vong, thì quyển sổ này mới bị phá hủy theo. Tuy nhiên thì khi đó sẽ không còn ai mà cần tới những cái thông tin giao dịch này làm gì nữa rồi. Như vậy có thể nói mô hình này đã đáp ứng tối đa nhu cầu lưu trữ và bảo vệ dữ liệu. Trên thực tế thì blockchain thường được triển khai trên một hệ thống mạng máy tính ngang hàng gọi là peer-to-peer. Trong đó mỗi máy tính tham gia mạng lưới này được gọi là một nốt. Tất cả các nốt đều có chức năng và quyền hạn bình đẳng như nhau. Trong hệ thống mạng peer-to-peer này sẽ không có ai làm chủ, nhưng bản thân mỗi người đều là chủ. Hệ thống tồn tại dựa trên số đông, không lệ thuộc vào một cá thể nào. Hệ thống càng nhiều nốt tham gia thì sẽ càng mạnh mẽ và khả năng bảo mật sẽ càng tốt hơn. Mô hình mạng peer-to-peer thực ra không có gì mới mẻ, nó đã tồn tại và phát triển từ khá lâu rồi. Và một đại diện rất nổi tiếng của mô hình này chính là BitTorrent. Ok, như vậy chúng ta đã hiểu về sổ cái và các mô hình triển khai của nó trên hệ thống mạng máy tính. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ chế đồng thuận phi tập trung. Đây chính là đặc điểm vô cùng quan trọng khiến cho blockchain thực sự là một công nghệ của sự minh bạch. Chúng ta cùng xét trường hợp anh Bob chuyển tiền cho cô Alice thì bị hacker tấn công để chuyển số tiền đó cho mình. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không công nhận điều đó và thế là hacker sẽ không đạt được mục đích. Chỉ khi nào thông tin anh Bob chuyển tiền cho Alice được tất cả mọi người trong mạng lưới cùng công nhận thì khi đó một khối dữ liệu mới sẽ được tạo ra chứa cái thông tin về giao dịch chuyển tiền đó ở bên trong, mã hóa lại rồi nối tiếp vào trong chuỗi. Một khi đã nối thành công vào chuỗi rồi thì thông tin giao dịch giữa Bob và Alice sẽ vĩnh viễn được lưu trữ và không ai có thể sửa đổi hay phá hủy nó được nữa. Như vậy chúng ta đã thấy sức mạnh của blockchain chính là từ sự đoàn kết của số đông mang lại. Tuy nhiên, cơ chế đồng thuận phi tập trung cũng có một nhược điểm, đó là khả năng xảy ra một cuộc tấn công 51%. Bởi vì hệ thống ra quyết định dựa trên nhóm đa số có cùng ý kiến với nhau, do vậy nếu ai đó sở hữu tới 51% số nốt trong hệ thống thì người đó hoàn toàn có thể thao túng cả hệ thống và buộc cái 49% còn lại phải tuân theo. Tuy nhiên, điều này gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi, vì nó vô cùng khó xảy ra trong thực tế. Để có thể chiếm 51% của một hệ thống lớn thì sẽ vô cùng tốn kém về công sức và tiền bạc. Ví dụ đối với Bitcoin thì không một ai có thể sở hữu tới 51% lượng máy đào Bitcoin trên toàn thế giới. Hơn nữa, khi một nhóm nào đó cố gắng tiến tới việc sở hữu quá nhiều nốt trong hệ thống thì người ta chắc chắn sẽ có biện pháp ngăn chặn bởi vì điều đó đã vi phạm vào một tôn chỉ của công nghệ blockchain là tính phân tán của dữ liệu và đồng thuận phi tập trung. Tiếp theo, chúng ta cần phân tích về tính minh bạch và tính bảo mật của công nghệ blockchain. Nghe có vẻ rất là mâu thuẫn vì làm sao có thể vừa minh bạch mà lại vừa bí mật được. Tuy nhiên điều đó lại là sự thật. Đối với blockchain, kể cả khi Tổng thống Mỹ thực hiện giao dịch thì tất cả mọi người cũng đều biết. Tuy nhiên họ chỉ biết Tổng thống có thực hiện giao dịch đó thôi. Còn các thông tin chi tiết và riêng tư thì chỉ có một mình Tổng thống biết. Đã có trường hợp một tỷ phú Bitcoin chết đột ngột và toàn bộ số tiền điện tử của ông ta cũng theo ông ta xuống mồ. Và không ai trên đời này có thể khôi phục lại số tiền đó được nữa. Có thể nói là số tiền đó đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Công nghệ blockchain đã kết hợp thuật toán băm và mã hóa bất đối xứng
để đảm bảo dữ liệu của nó là bất biến, không thể sửa đổi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của blockchain để có thể hiểu rõ hơn về nó. Một khối điển hình sẽ bao gồm 4 thành phần cơ bản như sau. Thứ nhất là mã băm. Nó là mã số đại diện cho riêng một khối cụ thể. Nó như là một số chứng minh thư của khối đấy và đảm bảo rằng nó sẽ không bị trùng với bất kỳ khối nào khác trong chuỗi. Mã số này được tạo ra từ thuật toán băm mà một lát nữa thôi tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Thứ hai, dữ liệu giao dịch là một đoạn văn bản hay file dữ liệu bất kỳ. Nói chung đây là nội dung giao dịch quan trọng cần được lưu trữ. Thứ ba, dấu thời gian là mốc thời gian mà khối được tạo ra có độ chính xác tới 1/1000 giây. Thứ tư là mã băm của khối đứng đằng trước. Đây chính là kỹ thuật liên kết các khối lại với nhau thành một chuỗi mà không có cách nào phá hủy cái liên kết này được. Đây chính là mã số băm của khối đứng ngay trước khối này, hay còn gọi là mã của khối cha. Trên thực tế, ngoài 4 trường dữ liệu này ra, sẽ còn nhiều dữ liệu khác nữa được đưa vào trong blockchain. Tuy nhiên, tùy theo cái nhu cầu ứng dụng cụ thể. Ví dụ, trong một khối của Bitcoin còn có thêm trường nonce và version để sử dụng cho việc đào coin. Phương thức liên kết giữa các khối sẽ như sau. Khối sau có chứa mã của khối trước và cứ liên tiếp nối nhau như vậy. Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra nếu như hacker cố tình thay đổi nội dung của khối số 56. Một khi khối 56 thay đổi thì mã băm của nó cũng bị thay đổi theo. Tuy nhiên nhìn vào khối 57 thì ta thấy mã của khối 56, tức là khối đứng trước nó, thì lại biết là cái mã cũ. Do vậy, mã mới của khối 56 trở thành bất hợp lệ và chuỗi sẽ bị đứt tại khối 56. Cách duy nhất để làm cho chuỗi hợp lệ trở lại là bắt buộc hacker phải đưa mã mới của khối 56 vào trong khối 57 và tiếp tục mã hóa lại khối 57. Nhưng sau đó thì lại khiến cho khối số 58 bị sai. Và cứ như thế, hacker phải sửa đổi liên tục cho tới tận khối cuối cùng của chuỗi. Như vậy, chúng ta thấy nếu sửa đổi một khối sẽ dẫn tới việc phải tính toán lại, sửa đổi toàn bộ các khối đằng sau nó. Tùy thuộc vào độ dài của chuỗi và năng lực xử lý của máy tính mà việc này sẽ diễn ra nhanh hay chậm. Có thể chỉ là vài phút nhưng cũng có thể sẽ tốn nhiều giờ đồng hồ. Tới đây thì có thể các bạn sẽ thắc mắc là nếu như chỉ cần vài phút mà đã có thể hack xong thì đơn giản quá. Như vậy thì blockchain có gì là ghê gớm đâu. Hơn nữa là phần cứng máy tính càng ngày càng nhanh hơn. Việc tính toán lại cả một chuỗi có thể sẽ chỉ mất vài phút. Thực tế là đúng như vậy. Tuy nhiên, việc sửa đổi một chuỗi chưa phải là đã xong, bởi vì blockchain còn có một cơ chế rất đặc biệt nữa. Nó sẽ đóng vai trò là cái rào cản cực kỳ lớn đối với mọi nỗ lực gian lận. Đó chính là cơ chế đồng thuận phi tập trung. Tất cả máy tính tham gia vào hệ thống đều có một bản sao hợp lệ của chuỗi. Vì vậy, nếu như chỉ sửa đổi trên một máy thôi thì không có ý nghĩa gì cả. Hacker bắt buộc phải thực hiện cái việc giả mạo đồng loạt trên tối thiểu 51% các máy khác. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, là chỉ khoảng 10 phút thôi thì mới có cơ hội thành công. Tuy nhiên là các chuyên gia đều nhận định rằng điều này chỉ là lý thuyết, chứ không thể xảy ra trên thực tế được. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về hàm băm, một thuật toán hết sức quan trọng trong blockchain. Các bạn có thể hình dung, hàm băm giống như một máy xay thịt, nó sẽ xay miếng thịt thành đĩa thịt xay. Mỗi đĩa thịt xay xong là duy nhất, không có đĩa nào giống đĩa nào, và cũng không thể nào lắp ráp lại cái đĩa thịt xay thành miếng thịt như ban đầu được nữa. Hàm băm chất là một thuật toán xáo trộn mã nhị phân của dữ liệu kỹ thuật số, sao cho dữ liệu đầu vào dù dài hay ngắn thì khi băm xong rồi thì cũng sẽ cho ra kết quả là một chuỗi có chiều dài cố định và không trùng lặp, nghĩa là không bao giờ có chuyện hai dữ liệu đầu vào khác nhau mà lại cho ra hai mã băm giống nhau. Đây chính là cách mà người ta tạo ra mã số định danh duy nhất cho mỗi khối trong chuỗi, nó giống như số chứng minh thư của một khối vậy. Đây là mã băm bằng thuật toán MD5 của hai chuỗi gần giống nhau, nhưng các bạn có thể thấy mã băm của nó lại hoàn toàn khác nhau, cũng không có cách nào đảo ngược mã băm thành dữ liệu gốc ban đầu được. Có nhiều thuật toán tạo mã băm, nhưng phổ biến nhất là MD5 và SHA. Tuy nhiên thì MD5 đã được chứng minh là không an toàn cho các giao dịch quan trọng, bởi vì nó dễ xảy ra xung đột khi hoạt động. Hiện nay, SHA-256 đang được sử dụng phổ biến trong các blockchain. Và chính đồng tiền mã hóa đình đám hiện nay là Bitcoin cũng đang sử dụng SHA-256. Ngoài việc sử dụng hàm băm ra,
Blockchain còn sử dụng một công nghệ mã hóa khác để đảm bảo sự bí mật của dữ liệu, đó là thuật toán mã hóa bất đối xứng, hay còn gọi là cặp khóa công khai bí mật RSA. Thuật toán RSA được phát minh bởi ba nhà khoa học của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, và tên của công nghệ này được đặt dựa theo chữ cái đầu của tên ba tác giả là Rivest, Shamir và Aleman. Để lấy ví dụ dễ hiểu về mã hóa bất đối xứng thì tôi xin kể chuyện về anh Bob và cô Alice. Anh Bob muốn gửi một lá thư bí mật cho Alice qua Internet. Tuy nhiên thì Internet là một môi trường mở và các hacker thì có thể ăn trộm lá thư rất dễ dàng bằng cách sử dụng kỹ thuật sniffing trên mạng. Vậy là anh Bob phải làm sao để có thể gửi mật thư cho Alice mà không sợ bị ai đọc được? Và câu trả lời chính là kỹ thuật mã hóa cặp khóa riêng tư bí mật. Anh Bob và cô Alice đầu tiên đều phải tạo ra cho mình một cặp khóa gọi là khóa bí mật và khóa công khai. Chiếc khóa bí mật thì mỗi người phải giữ riêng cho mình, không được để lộ cho ai biết. Còn khóa công khai thì lại phải công bố rộng rãi cho tất cả mọi người cùng biết. Điều thú vị của cặp khóa này là nếu như chúng ta khóa bằng cái này thì có thể mở được bằng cái kia và ngược lại. Một khi dữ liệu đã bị mã hóa thì người khác dù có ăn cắp được lá thư cũng không có cách nào đọc được nội dung. Bây giờ chúng ta cùng xem một ví dụ thực tế. Cô Alice muốn gửi lời nhắn bí mật tới anh Bob. Cô ấy sẽ dùng khóa công khai của Bob để mã hóa thông tin trước khi gửi đi. Lúc này hacker lấy được bức thư và mở ra thì dĩ nhiên là chỉ có toàn ký tự lòng ngoằng và không thể đọc được. Khi bức thư tới tay Bob, anh ta sẽ dùng khóa bí mật của mình để giải mã thì sẽ ra được nội dung gốc. Như vậy chỉ có một mình anh Bob với cái khóa bí mật của mình mới có thể giải mã được cái bức thư này. Ok, ví dụ tiếp theo là về chữ ký điện tử sử dụng công nghệ khóa công khai. Anh Bob gửi một hợp đồng đã ký cho Alice qua Internet và cô Alice muốn chắc chắn rằng tài liệu mà mình nhận được đúng là của Bob chứ không phải của người khác giả mạo. Vì vậy, anh Bob sẽ ký vào hợp đồng bằng cách sử dụng khóa bí mật của mình để mã hóa hợp đồng trước khi gửi cho Alice. Khi Alice nhận được, sẽ sử dụng khóa công khai của anh Bob để giải mã. Trường hợp này thì bất kỳ ai có mã công khai của Bob thì đều có thể giải mã và họ có thể tin tưởng 100% rằng anh Bob thực sự đã ký vào cái hợp đồng này. Kể cả anh Bob có muốn chối rằng tôi không ký thì cũng không được. Và đây chính là bản chất cốt lõi của chữ ký điện tử mà hiện nay ngành tài chính kế toán đang sử dụng. Các bạn kế toán thì chắc chắn là đã biết điều này. Đến đây các bạn hẳn đã hiểu rõ blockchain là gì, hoạt động ra sao và có những đặc điểm gì rồi. Nhưng có thể các bạn vẫn chưa hiểu. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng ứng dụng blockchain vào cụ thể là những cái việc gì trong cuộc sống? Thực ra thì tiềm năng ứng dụng của blockchain là vô cùng lớn. Và tôi xin liệt kê một số lĩnh vực mà blockchain có thể sẽ sớm tham gia vào phục vụ xã hội của chúng ta. Thứ nhất là tiền điện tử. Điển hình là Bitcoin đã chứng minh được sức mạnh của nó rồi. Có thể nói Bitcoin không phải là tiền ảo nữa, mà nó là tiền thật. Chỉ khác là nó không tồn tại một cách hữu hình mà thôi. Hiện nay nhiều quốc gia đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin như một loại tiền tệ chính thức. Và ngoài Bitcoin ra thì còn có hàng trăm các loại đồng tiền mã hóa đã và đang tiếp tục được tạo ra. Thứ hai là hợp đồng thông minh. Khi hai bên đối tác muốn ký kết một hợp đồng với các điều khoản rõ ràng cụ thể thì họ có thể sẽ cài đặt một đoạn mã lập trình gắn vào bên trong các khối với điều khoản lập trình sẵn dựa trên các tập lệnh if, this, then, that, viết tắt là ITTT. Một khi điều kiện hợp đồng thỏa mãn thì điều khoản tương ứng sẽ được thi hành tự động mà không cần phải có một bên trung gian đứng ra đảm bảo. Hãy hình dung hai người cùng cá cược $100. Nếu chủ nhật tuần sau trời mưa hoặc không mưa, thì họ sẽ lập một hợp đồng thông minh và khi tới chủ nhật thì $100 sẽ tự động được chuyển cho người thắng dựa vào tình hình thời tiết thực tế của hôm đó. Nếu không sử dụng hợp đồng thông minh thì mỗi người sẽ đưa $50 cho một người trung gian để cho anh ta sẽ trao cho người chiến thắng. Tuy nhiên thì anh ta cũng có thể sẽ biến mất cùng với $100 đó, hoặc là có thể anh ta sẽ bị mua chuộc và cố tình trì hoãn gây khó dễ không trao tiền cho người thắng. Thứ ba là ngành y tế. Hiện nay hồ sơ bệnh án bệnh nhân tại mỗi bệnh viện lại khác nhau và bệnh nhân mỗi khi chuyển viện là phải làm lại các xét nghiệm gây tốn kém về tiền và thời gian rất nhiều.
Blockchain có thể giúp lưu trữ và chia sẻ các hồ sơ bệnh án của một người bệnh giữa các bệnh viện với nhau. Qua đó các bác sĩ hoàn toàn có thể tin tưởng vào các thông tin bệnh án của bệnh nhân và có thể sẽ giảm bớt các thủ tục không cần thiết. Thứ tư là ngành giáo dục. Blockchain có thể giúp minh bạch hóa hồ sơ học tập, thành tích, bảng điểm của học sinh từ lớp 1 cho tới đại học. Cũng có thể quản lý điểm trung học phổ thông của học sinh toàn quốc mà không ai có thể sửa đổi được. Thứ năm là bầu cử. Với sự minh bạch của blockchain thì nếu ứng dụng thành công vào bầu cử thì kết quả sẽ thật sự rất tuyệt vời. Điều này có lẽ là không cần phải bàn nhiều, tôi tin là các bạn đều hiểu. Thứ sáu là thương mại. Blockchain sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm là mua được hàng hóa 100% nhờ khả năng truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của hàng hóa. Nếu Việt Nam ứng dụng thành công blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nông sản, ví dụ như là trái cây và gạo, thì việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam tới các thị trường khó tính trên thế giới sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, việc thanh toán bằng đồng Bitcoin sẽ nhanh và đơn giản hơn rất nhiều so với việc chuyển khoản qua ngân hàng hay là thẻ tín dụng. Thứ bảy là ngành tài chính. Hệ thống tài chính hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào các loại giấy tờ, thủ tục, các loại phí và cái sự delay trong xử lý giao dịch. Ngoài ra thì hệ thống quản lý tập trung cũng rất dễ bị tấn công và có những cái gian lận, đồng thời là chi phí vận hành của hệ thống cũng rất lớn. Blockchain chính là lời giải cho các cái nhược điểm đó. Thứ tám là ngành logistics. Logistics vốn là ngành đòi hỏi nhiều bên liên quan cùng hoạt động với nhau một cách liên tục để đảm bảo cái sự thông suốt và giảm bớt cái lãng phí. Tuy nhiên, do hiện nay vẫn chưa có một cái giải pháp nào đảm bảo được cái tính minh bạch nên các bên đang phải hoạt động dựa trên niềm tin và uy tín của nhau. Blockchain sẽ giúp giảm chi phí quản lý điều hành, giảm lãng phí vận tải, giảm tồn đọng vốn và giảm tồn đọng vốn vào các cái giao dịch mà đang có tranh chấp. Ngoài ra thì còn rất nhiều ứng dụng khác nữa của blockchain mà chúng ta vẫn không thể hình dung ra hết được. Nó sẽ tùy thuộc vào sự sáng tạo của con người và nhu cầu thực tế của xã hội trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.